Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tìm cách phản đòn Mỹ và Úc về Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc vào hôm 29 tháng 7 đã phản ứng đầy giận dữ trước một tuyên bố chung của Mỹ và Úc vốn chỉ trích tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng như ở các nơi khác. Họ cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công. Trang tin news.com.eu của Úc đã đưa tin như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tổ chức 2 ngày thảo luận ở Washington với người đồng nhiệm Úc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tiến hành và làm việc với Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reno của Úc tại Washington vào ngày 28 tháng 7. Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reno đã bay tới Mỹ dù dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và đối mặt với 2 tuần bị cách ly khi trở về nước, theo hãng truyền thông Reuters loan tải. Trong tuyên bố sau các cuộc gặp, hai nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vấn đề nóng như Hồng Kông, Đài Loan và cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vốn bị coi là không có giá trị theo luật quốc tế. Tuy nhiên, theo trang tin news.com.au, Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Cơ quan ngoại giao này đã phản đối điều bị coi là các cáo buộc vô căn cứ và các cuộc công kích đối với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông đưa ra trong tuyên bố chung. Và Trung Quốc đã tuyên bố không thay đổi chính sách ở Biển Đông, nghiêm túc tuân thủ luật UNCLOS. Vào ngày 29 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Trung Quốc không thay đổi chính sách đối với vấn đề Biển Đông và nghiêm chỉnh tuân thủ các luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức nhằm phản hồi bài phát biểu hôm 14 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ nước này không bao giờ mở rộng các yêu sách chủ quyền. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Theo ông Uông Văn Bân, chính sách Biển Đông của Trung Quốc vẫn không thay đổi, trước sau như một và ổn định. Quan chức này cho biết thêm, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển và lãnh thổ với các nước láng giềng thông qua đàm phán phù hợp với luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử. Người phát ngôn Uông Văn Bân đã nói như sau, chúng tôi luôn tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, và chúng tôi sẵn sàng làm việc với các quốc gia ASEAN để thúc đẩy các cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC nhằm sớm đạt được một bộ quy tắc chung cho Trung Quốc và các nước ASEAN. Ông Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh Mỹ không phải là một bên liên quan với vấn đề Biển Đông và cũng không phải là một thành viên tham gia UNCLOS. Cáo buộc Mỹ đã vi phạm thô bạo cam kết không thể hiện lập trường về vấn đề chủ quyền Biển Đông và cố tình chia rẽ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Các quốc gia trong khu vực và nhân dân yêu chuộng hòa bình sẽ không cho phép một số ít chính trị gia Mỹ khuấy động các vùng biển ở Biển Đông. Cũng theo hãng tin Reuters, dù Mỹ và đồng minh Úc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về Trung Quốc và đồng ý về sự cần thiết phải duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, Ngoại trưởng Úc Marise Payne đã nhấn mạnh với quan hệ quan trọng giữa Úc và Bắc Kinh và tuyên bố không có ý định làm tổn thương mối giao bang này. Úc và Mỹ đã ra tuyên bố chung bác toàn bộ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh giàn khoan Repsol đã phải rút khỏi Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc, khiến cho Việt Nam đã phải bồi thường tới 1 tỷ đô la. Vào tối ngày 28 tháng 7, kết thúc cuộc họp tham vấn cấp cao giữa Mỹ và Úc lần thứ 30 tại thủ đô Washington, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng hai nước đã ra tuyên bố chung đề cập tới một loạt các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Tuyên bố chung nêu rõ, theo phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan, liên quan đến việc Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Mỹ và Úc khẳng định những yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông không có giá trị theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, Trung Quốc không thể đưa ra các yêu sách hàng hải trên Biển Đông dựa trên đường chín đoạn và quyền lịch sử hoặc toàn bộ các nhóm đảo trên Biển Đông, cho rằng hành động của Bắc Kinh không phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS vào năm 1982.
hai bên cũng khẳng định phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài PCA là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc. Đồng thời nhấn mạnh tất cả các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải đưa ra và giải quyết theo luật pháp quốc tế. Mỹ và Úc bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền khai thác hợp pháp các tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi, bao gồm các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt lâu đời, cũng như đảm bảo nghề cá tại Biển Đông. Và tuyên bố cho rằng các bên cần tăng cường cam kết không tham gia các hành động làm phức tạp và leo thang căng thẳng, đặc biệt là quân sự hóa ở Biển Đông. Ngoài vấn đề về Biển Đông, tuyên bố chung của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước cũng khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trọng tâm của liên minh giữa Mỹ và Úc, và hai nước sẽ cùng hợp tác với ASEAN, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc để duy trì một khu vực an toàn, thịnh vượng và dựa trên luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, Mỹ và Úc hoan nghênh Việt Nam trong vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN, thể hiện rõ sự đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Về hợp tác quốc phòng song phương, Mỹ và Úc đã quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng và thừa nhận sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn an ninh và thịnh vượng của khu vực này. Và bên cạnh đó, Mỹ cũng đã giúp Nhật theo dõi Trung Quốc quanh các quần đảo tranh chấp ở đây. Đây là hình ảnh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền, gọi là điếu ngư. Quân đội Mỹ sẽ giúp Nhật Bản theo dõi sự xâm nhập chưa từng có của Trung Quốc ở quanh các quần đảo thuộc quyền kiểm soát của Tokyo ở biển Hoa Đông, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Reuters đã đưa tin dẫn lời chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Nhật vào hôm 29 tháng 7. Tuyên bố của Trung tướng Kevin Snyder được đưa ra trong một cuộc họp báo trên mạng giữa lúc các tàu bè của Trung Quốc chuẩn bị đánh bắt tại các vùng biển kế cận. Hoa Kỳ cam kết 100% nhằm giúp chính phủ Nhật Bản với tình thế này, ông Snyder đã nói, chỉ trích hành động khiêu khích và thâm hiểm của Trung Quốc. Và các tàu bè của Trung Quốc tới rồi đi vài lần trong một tháng, và giờ chúng ta thấy chúng thả neo và thực sự thách thức chính quyền Nhật Bản. Theo hãng tin Reuters chia sẻ, bình luận của ông Snyder được đưa ra giữa lúc ông và chỉ huy cấp cao của Mỹ chỉ trích Bắc Kinh củng cố các tuyên bố chủ quyền lãnh hải giữa lúc bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán và khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi nhanh chóng. Và trong vòng một giờ, Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản ứng về phát biểu của ông Snyder. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quần đảo là lãnh thổ của Trung Quốc và kêu gọi tất cả các bên duy trì ổn định trong khu vực. Cuộc tranh chấp ở quần đảo này mà Nhật gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là điếu ngư, đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Washington tuyên bố trung lập về vấn đề chủ quyền này, nhưng đã cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ quần đảo trước các cuộc tấn công. Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ chấm dứt lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Hoa Đông vào khoảng ngày 15 tháng 8 và cho phép một đội tàu đánh cá vốn được hỗ trợ bởi Hải quân và tuần duyên Trung Quốc đánh bắt ở quanh quần đảo tranh chấp này. Và Nhật Bản là nơi hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ lớn nhất ở châu Á. Và Mỹ cũng khẳng định Thủy Triều đang đổi hướng ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 30 tháng 7 khẳng định Thủy Triều đang đổi hướng và Mỹ nhận được sự ủng hộ của quốc tế về chính sách Trung Quốc, trong đó bao gồm những hoạt động trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã dùng từ ngữ cứng rắn khi trình bày về căng thẳng ngày một leo thang giữa hai nước trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ông nói, chúng ta nhìn Trung Quốc như bản chất của họ, mối đe dọa trung tâm trong thời đại của chúng ta. Cũng theo ông, nhiều nước đang ủng hộ lập trường của Mỹ, trong đó bao gồm việc đẩy tập đoàn công nghệ Huawei khỏi hệ thống 5G và tăng cường những hoạt động trên Biển Đông. Ông nói tiếp, chính sách ngoại giao mạnh mẽ của chúng ta đã giúp cộng đồng quốc tế thức tỉnh trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Thưa các thượng nghị sĩ, Thủy Triều đang đổi hướng. Và trong những ngày qua, Washington và Bắc Kinh đều lần lượt đóng cửa một lãnh sự quán của đối phương. Gần đây nhất, Ngoại trưởng Mike Pompeo từng tuyên bố chấm dứt ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông vì luật an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nói về sự khó khăn trong việc tạo ra một liên minh quốc tế ủng hộ lập trường của Mỹ vì sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Và Trung Quốc ngang ngược điều oanh tạc cơ tập trận ở Biển Đông trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh các oanh tạc cơ của Trung Quốc tập trận phi pháp tại Biển Đông, hình ảnh chụp clip tweet Nhân dân Nhật báo.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên cho hay đã tiến hành các cuộc tập trận với cường độ cao tại Biển Đông bằng máy bay ném bom và tiêm kích. Tài khoản tweet của tờ Nhân dân Nhật Báo ra ngày 30 tháng 7 dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên cho hay nước này đã tổ chức diễn tập không quân tại Biển Đông và đã đạt được các kết quả mong muốn từ các cuộc chiến đấu. Cùng ngày, trang tweet của Hoàn Cầu Thời báo thông tin thêm rằng không quân và hải quân thuộc chiến khu miền Nam đã hoàn tất các cuộc tập trận ở Biển Đông với các máy bay chiến đấu đời mới, trong đó có các loại oanh tạc cơ như H-6G và H-6G. Tại buổi họp báo cùng ngày, phát ngôn viên Nhậm Quốc Cường của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng ngang ngược nói rằng các oanh tạc cơ H-6G và H-6G tham gia tập trận với cường độ cao suốt ngày đêm, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Và cụ thể hơn, trang Breaking the News đưa tin các máy bay của Trung Quốc diễn tập cất cánh và hạ cánh ban ngày và ban đêm, cũng như diễn tập tấn công các mục tiêu trên biển và tấn công tầm xa trong khuôn khổ cuộc tập trận phi pháp. Và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên cho hay các cuộc tập trận nằm trong chương trình huấn luyện phi công thường niên. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm cũng như khu vực cụ thể của hoạt động tập trận nêu trên. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020 với bản tin Trung Quốc tìm cách phản đòn Mỹ và Úc về Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.